Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và hiện tại thì mình chỉ dưỡng em rồng mì của mình lên cấp 5 thôi. Mình sẽ cố gắng farm thật là nhiều những cái xương á để mình làm Dragon Treat ha, cho em rồng mình ăn, cho mau lớn. Và còn một chuyện nữa, không biết là có nên buồn không nữa. Cái trứng rồng Halo tới bây giờ nó vẫn chưa có up xong nè. Không hiểu tại sao nó cái thanh này nó không có chạy nha. Mình đã thử lấy ra vô lại rất là nhiều lần rồi mà nó không chạy. Để trong tương lai mình có cái máy up trứng rồng bằng băng đi, mình sẽ thử cho vô đó, biết đâu nó lại up được. Cũng có thể lắm. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ vô nhà, mình nhận những cái phần thưởng mà mình từ đầu tới giờ có được nè. Rất là nhiều luôn. Mình chưa có kịp nhận á. Cái này là cái rương khởi đầu nè. Trời đất ơi, biết gì lúc đầu mình nhận là chắc cũng đỡ khổ rồi. Không có sát thủ hết ta, assassin. Nó chỉ có những cái như là bomber, chiến binh, cướp biển, cung thủ. Ồ, cung thủ mình chưa có cung nè. Mình nhận rương cung thủ đi. Rồi một số cái đồng tiền xu vàng ha. Đó, mình sẽ nhận để có vàng trong tương lai mình còn mua được nhiều thứ lắm á. Đây, nhận sạch luôn. Đó. Nhận một phát một quá trời quá đất. Đây nữa nè, làm hết luôn. Ui, kim cương nhận được 40 đồng tiền em. Và sau khi nhận hết thì mình đã có được 340 đồng xu rồi. Đã nha. Và mình đang cần một cái nhà kho, thành thử ra nếu mà mình có tiền thì chắc mình sẽ mua. Hồi nãy mình thấy có cái nhà mà ta. Cái nhà đâu rồi? Đây. Mình sẽ mua cái nhà kho với giá 500 đồng xu ha. Nhưng mà còn lâu lắm, để bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Ở đây thì mình thấy nó có cái nhiệm vụ làm ấy, vô bằng kim cương cho mình một đôi ủng nhảy được 2 lần. Double jump nữa. Cái này làm khó không? Tốn có 4 viên kim cương thôi. Một que một cái cork nữa. Cái này chắc mình làm được á. Đây mình sẽ làm thử ha. Chỉ đặt ở xung quanh nè. Một que, 4 kim cương. Mình sẽ lấy 4 kim cương. Rồi, chế tạo luôn. Làm thử cái vô coi. Đó giờ mình cũng chưa có thử vô. Ui. À đây. Code nè. Đặt vô gì? 1, 2, 3, 4. Ủa có đó sai đúng không ta? À, gì mới đúng. Đó, vậy là mình đã được một cái vô rồi. Thử nha, chơi vô. Chơi vô trong Minecraft nó sẽ khác bọt gì hay không? Wow. Có kìa. Mình phóng cái vô ra đúng xa luôn. Nè. Wow. Hôm nay mình còn biết chơi vô nữa. Xịn thiệt. Biểu diễn luôn nè, mình sẽ biểu diễn vô quay vòng nhau. Liệu rằng cái này nó có gây được sát thương không ta? Mình thấy là nó có thể tấn công được 7 đam nè. Đánh thường cũng nhanh mà tấn công như vậy cũng nhanh nữa. Dùng để làm vũ khí đánh tầm xa hoặc là tầm trung được á. Quá đã luôn. Còn cái rương cung thủ thì cho mình cái gì? Một cây cung. Một chút mũi tên. Ô, cung vô hạn luôn nè. Thích vậy, mình đang thiếu cung mà cho mình luôn một cây cung vô hạn. Quá xả đã luôn. Tốt đó nha, còn thêm đồ ăn nữa. Những cái xiên thịt. Quá tốt. Vậy là hôm nay mình đã có đồ chơi mới rồi. Và về vũ khí đánh tầm gần thì mình muốn nâng lên một cây saber bằng kim cương luôn, cho mình có lượng sát thương tương đối cao á. Đây, mình sẽ làm liền. Cho nó nóng. Đây, handle. Và đặt theo công thức này để được một cây saber bằng kim cương. Xong. Ui, chất lượng nó không tốt. No. Đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Su cà na thiệt chứ. Thôi, bây giờ thì mình sẽ ngủ một giấc rồi sẽ thức dậy cùng với em chó đi lên đường khám phá ha. Đây. Đứng dậy em ơi. Rồi, đi. Hôm nay thì mình sẽ dẫn em chó sói đi khám phá một xíu. Tại vì lần trước khi mà đi qua cái vùng ở phía bên này, mình thấy có một cái hòn đảo bay mà chưa có kịp khám phá. Nên bây giờ cùng anh đi khám phá nha cưng. Nhưng mà lên cao thì mình lo là em chó sói sẽ bị rớt xuống ấy. Nên cũng phải thiệt là cẩn thận nha. Ui, cái gì?
Trời. Mèn đét ơi, con rồng nó bự kìa. Không biết cái con rồng này có cái tổ không vậy? Rồng hơi bị bự luôn. Con này nó đè mình chắc mình như cái bánh tráng luôn quá. Kìa, nó đang lao xuống kìa. Nó đang lao xuống. Lao xuống dưới đó hay sao á? Ôi đừng nói nó lệnh nó tấn công em rồng kia nha. Để mình coi coi nó làm gì. Kìa nó đang đổi hướng kìa. Con rồng gì mà đúng bự luôn. Oh my god. Đừng có bay lại đây tôi sợ mà. Đừng. Ui chạy chạy em chó sói hơi chạy em ơi. Ui ghê thiệt á. Tự nhiên gặp con rồng đúng bự luôn. Đây, sẵn tiện có con gà cái bên mình sẽ test thử cái vô nha. Wow. Xinh thiệt, mình giật kìa. What the. Hình như cái vô này khi mà nó xoay xoay như vậy nè là mình có thể gây được sát thương rồi đó. Xinh vậy. Cái này có cường hóa được không? Mình còn có thể nâng cấp nó lên thành những cái vô khác nữa nè. Đã nha. Ép được sắc bén luôn. Những cái dòng của cây kiếm thì hầu hết có thể ép vô được cái vô này. Được. Hôm nay thì mình sẽ tập luyện sử dụng vô thường xuyên hơn á. Tại vì mình thấy nó khá là hay và cơ chế tấn công nó cũng giúp mình giữ khoảng cách an toàn nữa. Hợp lý thật sự. Rồi, gần tới chưa? Mình nhớ là nó đâu gần đây thôi. Một cái đảo bay. Kìa. Mình thấy hình bóng của hòn đảo bay rồi. Đã thiệt. Tới. Coi nào. Ủa? Con rồng kia phải em rồng mi không vậy? Ủa như rồng mi khi lớn nó sẽ trông như vậy kìa. Đúng đẹp luôn. Không ngờ rồng mi khi mà lớn lại đẹp như vậy á. Đó. Rồng mi nè. Wow. Còn lao xuống cho mình nữa. Ăn bánh mì không? Không ăn bánh mì, em này ăn thịt. Ở đây là hai cái em rồng mi đang gần nhau nữa. Ghê nha. Được. Bây giờ thì mình sẽ thử lên trên coi. Coi thử trên cái đảo đó là cái gì. Nhưng mà để mình tấn công con ma này thử. Đó, nè. Đấy cơ. Mình có thể tấn công cái con ma này từ khoảng cách rất là xa luôn. Đó, cái vô đang tấn công nó nè. Này thì ma nè. Tấn công như vậy thì nó không thể nào áp sát được mình đâu. Còn em chó sói á, lên trên cao rất là nguy hiểm, có thể té bất cứ lúc nào. Nên mình sẽ để em chó sói ở dưới đi, một mình làm liều lên trên thôi. Có gì thì một mình nguy hiểm, còn em chó sói sẽ an toàn ha. Sẽ thủ sẵn xô nước, có gì mình làm một pha đặt xô nước cứu mạng nè. Gà mình đang tập luyện đặt xô nước. Một xíu mình sẽ thể hiện cho các bạn xem. Rồi, giờ thì lên trên thôi. Cố lên. Không biết có đủ block không nữa. Nãy mình đào được thêm có chút xíu hả? Hy vọng là đủ. Rồi, mình đã tới rồi. Ở đây là... Ở đây nó có một cái chậu. Ủa cái này cái trứng hả? Archangel X. Ui. Mình đập được luôn nè. Cái chậu này hình như mình để cái trứng vô được không ta? Hay là cái này là cái trứng rồng? Ủa phải không vậy? Hay là đây là trứng rồng thiên thần ta? Hôm bữa mình thấy có em rồng thiên thần bay lãng vãng ở đây nè. Chắc vậy rồi. Mấy cái chậu đâu, nhìn tướng cái chậu không ơi. Trời đất ơi. Cái trứng rồng mà mình nhìn ra cái chậu bó tay luôn. Rồi để bây giờ mình sẽ đặt một cái xô nước xuống dưới để biểu diễn ha. Mình chỉ làm một pha thôi nha, các bạn coi kỹ nè. Một pha thôi, làm đúng một lần thôi nè. Vô xô nước thần thánh. Được. Thảo án.
Chuyện xui rủi mình đâu có muốn đâu các bạn ơi. Bố tay thiệt luôn á. Trong đầu mình thế, nghĩ phải đó mình sẽ có pha ngầu lòi đắp đất không mất một miếng máu. Nhưng không, mình tính không bằng tay mình tính. Rốt cuộc nằm một đống luôn à. Sợ thiệt. Phóng vô cân hai luôn. Đấy, điều khiển vô tấn công hai con. Tấn công vô. Khó tấn công quá. Tấn công nè. Yes. Nice. Vậy là mình đã có thể tấn công được những con xương mà không cần phải đụng tay đụng chân vô rồi. Còn được cái đầu nữa nè. Sợ thiệt á. Đúng là chỉ có mình mới làm được và đó thôi. Khó gì mà cũng làm được. Rồi, đi tiếp thôi. Mình chó, đứng dậy, đi theo con. Phía xa xa mình thấy còn có một cái tổ rồng nữa sao kìa. Wow. Chắc sẵn tiện rồi mình sẽ ra ngoài đó luôn á. Mà sao có tổ rồng gì nhỏ vậy? Được. Lấy cây rìu ra đốn một chút gỗ nè. Mình cần một chút gỗ để làm một con thuyền. Đi, ra khơi cùng mình. Vứt cái này ra. Làm một cái con thuyền nhanh gọn nào. Rồi đi thôi nào, let's go. Em cho sói lên thuyền nè. Đi. Đi, đặt xuống. Rồi lên thuyền đi. Mình đẩy em chó lên thuyền trước. Đó. Ghê, hôm nay ra khơi cùng em chó luôn á. Rồi, và khi mình tới đây thì để coi nè. Không biết là cái này có thật sự là một cái tổ rồng hay không? Hay là chỉ là một hòn đảo thôi ta? Mình nghi đây là một cái tổ rồng lắm. Đi, nó có khoáng sản nữa nè. Mà trước mắt thì mình phải tìm cách đi lên trên. Mình sẽ lên như vậy. Và sau đó đặt block như vậy để đi lên ha. Rồi, gần tới rồi. Lên. Hy vọng là đây là một cái chỗ trứng rồng nha. Có trứng rồng nha. Tên đen. Có luôn. Ui. Ở đằng kia. À, mình biết rồi. Đây chính là cái trứng rồng. Stormcutter bên kia đó. Đó, khi mà lớn thì Stormcutter sẽ có hình dạng giống như vậy á. Quá là đẹp luôn. Như vậy thì nãy giờ mình đi ở gần một khu vực mà mình có tới hai cái trứng rồng luôn rồi. Tụi cứu mèo. Chuyến này bội thu trứng rồng rồi. đã ghê. Được á. Và chắc bây giờ thì mình sẽ trở lại với cái công cụ. Trượt chân. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với công cuộc đi khám phá tiếp á. Mình thấy ở đây nó có hai chỗ trứng rồng halo luôn nè. Nhưng mà rồng halo mình chưa có up được. Mình sẽ tạm thời bỏ qua cái chỗ đó đi. Chứ mình cũng muốn khám phá lắm. Nhưng mà tiếc là trứng rồng halo up đâu có nở ra đâu. Chắc tại mình chưa có dùng đúng cái cách up á. Từ từ rồi cũng sẽ có cách up thôi. Và phía bên đây là một cái vùng đất mới nữa hay sao nè. Mình thấy có rất là nhiều rồng ở cái vùng này luôn ha. Gần nhà mình thì ít rồng nhưng mà qua đây thì tương đối là nhiều rồng luôn. Nên ta hỏi cho mình đi khám phá. Ê, đi thôi nào. Ê, mình còn gặp được một cái căn nhà bỏ hoang nữa kìa. Đi. Em chó sói rồi. Úi giời ơi, rồng halo bay lượn các thứ ra. Hơi bị đẹp luôn á. Rồi, vô nhà này coi thử. Liệu rằng cái nhà này. À, mình nhớ rồi. Dưới này nó sẽ có một cái nón và một cái rương chứa mấy cái đồ linh tinh ha. Spring đồ. Không biết cái này có dùng được không ta. Có đồng nữa nè. Mình sẽ lên trên test thử cái này coi nó là cái gì. Hay là công thức chế tạo nó có dùng tới gì không. Ồ, cái này chế tạo được thôi. Phước đi, mình thấy chuột phải nó không có công dụng lắm. Qua tới bên đây thì mình thấy cái bầu không khí nó âm u hơn một xíu rồi. Sợ vậy. Đừng làm tôi sợ mà men. Ồ. Để coi phía bên này thì sao. Cái vùng đất này mình cảm giác là nó kiểu như là thích hợp cho rồng sống hay sao á. Hồi nãy giờ đi mình gặp quá trời rồng nhưng mà bây giờ hết gặp rồi. Ủa sao ngộ. Hay là rồng đi ngủ người ta. Chắc vậy rồi. Rồng trong đây ngủ được á. Nè chẳng hạn như giờ ra. Đó. Em My của mình ngủ mất tiêu rồi. Cũng đang đói hả. Mình đâu có thịt đâu ta.
Vậy thôi cho em My vô trong tiếp đi. Chứ mình kêu ra ngoài một hồi em đói meo mất công. Không có gì cho ăn hết. Tội nghiệp. Mình sẽ chịu khó đi săn đêm một xíu. Tại vì mình muốn coi coi trong màn đêm có những cái loại rồng nào lạ lạ khác xuất hiện hay không. Nhiều khi mình lại gặp Night Fury thì sao. Đây đây đây. Mình đứng ra phải cố mới được. Ở phía bên này mình thấy có tòa tháp nè. Đây là tòa tháp thứ hai mình gặp trong ngày rồi. Chắc mình phải khám phá mới được. Chứ không thể nào mà gặp tòa tháp mà không khám phá được đúng không. Như vậy thì rất là ổn. Còn cái đảo trên trời đó chính là đảo của cái rồng thiên thần á. Đó. Kìa 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 kìa. Có rồng ăn chảnh luôn rồi kìa. Thôi để mình vô trong tòa tháp này đi ha. Ủa? Ui nãy giờ tính ra mình đi được một vòng rồi đó. Đi tới lên lui lại trở lại cái chỗ ban đầu à. Nè. Cái này là đây. À cái này là chỗ trứng rồng mi hả? Còn có một cái rương nữa. Ui cái rương đẹp vậy. Thì ra đây là chỗ của trứng rồng mi. Mình cứ tưởng đây là một tòa tháp chứ. Vậy là mình mừng hụt rồi. Ồ. Lúc đầu mình cứ tưởng đây là một tòa tháp mình có thể đánh boss chứ. Ồ kìa cái cột hồi nãy mình trèo lên kìa. Thử coi vô trong coi. Nè vẫn vẫn có lòng spawn của những con quái nha. Vậy là mình vẫn có thể vô đây để chiến đấu á. Ui em chó sói rồi. Tiếp anh em ơi. Ui em chó sói đi đâu vậy. Được. Hình như mình đang ra sai lệnh cho em chó sói rồi. Em chó sói chưa có lệnh chiến đấu hay sao á. Để bây giờ mình sẽ coi coi câu lệnh nào là cho em stay. Cái này là đứng ngồi xuống. Khó. Khó vậy giờ muốn huấn luyện. Ôi trời cây rìu gì đâu mà dám yêu vậy. Có ở đây có những cái thông Aumium ingot. Làm được khiên luôn. Nó giáp cúp các thứ nè. Chắc mình sẽ cân nhắc cái việc để em chó sói ở dưới trước quá. Mình sẽ tạm thời để em chó sói ở dưới nha. Một mình đi lên trên thôi. Tại vì hiện tại thì em chó không có cái lệnh để tấn công tiếp mình á. Nên đi lên trên rất là nguy hiểm luôn. Để một mình đối đầu với bọn chúng thôi. Trời 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 nguyên một đàn nhện nè. Ui rồi nó dồn mình vô góc rồi. Nhện mạnh quá. Ê có kim cương luôn cơ. Ô được đấy. Tiêu diệt nó. Rồi đập đá đập đá. Nhện hung ăn nè. Xong tầng 2 xong tầng 2. Đồ nào xịn thì mình lượm lại. Đồ nào không xịn thì mình vứt ra bớt á. Len các thứ thì mình giữ được nè. Chỉ lượm luôn. Đi tiếp đi tiếp. Tầng thứ 3 là tầng đối đầu với những con gì đây. Hồi hộp quá. À xương với zombie. Cái con này thì mình chống được. Mình chống cự được. Hồi đập 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 đập. Ui. Không biết bây giờ mình thả em rồng ra. Em rồng có đánh tiếp mình không ta. Em rồng. Chưa từ từ. Để mình đổi con lệnh đã. Ok ok ok. Ui em rồng tấn công tiếp mình rồi cơ. Hay lắm em. Tấn công đi em. Đúng rồi. Tấn công tiếp đi. Yes. Giỏi lắm. Em rồng có thể tấn công tiếp mình kìa. Các bạn thấy sức mạnh của em rồng chưa. Đáng đồng tiền bớt gạo thiệt sự. Cái này có bơm điện nè. Một xíu mình sẽ chọi. Được được được. Tốt á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là rồng mình đang bị mất máu rồi. Mình phải tìm cách cho rồng mình hồi máu cái đã. Chứ không thể nào ép em rồng làm việc quá sức. À rồng vẫn có thể ăn thịt zombie để hồi phục lại. Ê thôi 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 đừng có sung. Đừng có sung. Trời đất ơi. Sung chi lọt xuống dưới luôn rồi. Để mình ra lệnh cho em rồng tay le lên đây. Tay le chưa vậy. Em ơi là em. Rồng sung vậy. Từ từ nào tém tém lại. Ripper của chừng nó nổ bây giờ. Điện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi. Ok. Rồng bị Ripper nổ ngất xỉu rồi.
mình xung hộp em rồng mình xung 10 á. bây giờ thì em rồng mình đang ngủm cụ ông, nói chung là xỉu quá. Từ từ để cho em rồng mình hồi sinh lại. Trời đất ơi, các bạn thấy em rồng mình sung chưa? Bởi vì huấn luyện rồng á, tốt nhất là nên đợi rồng lớn lớn đi, đủ trưởng thành đi. Chứ giờ rồng còn trẻ trâu lắm, gặp mà không có biết sợ đâu. Ờ quên lụm xương nữa, lụm xương về cho rồng ăn nữa. Gặp ngay em rồng mi trẻ trâu nữa, sung thấy ớn thiệt. Chưa gì là nhào vô đánh người ta. Ủa trời, bom điện, trời bom điện nè. Té. Từ từ, nó có con gây hiệu ứng cháy quá, chịu quá. Này đông quá, cúp mình thì nó chưa đủ mạnh đấy, đủ nhanh để đào bể cái lồng liền á. Nên nó bị xuất hiện rất là nhiều quái luôn. Rồi, hốt sạch đám xương này để kiếm thêm xương mang về làm đồ ăn cho rồng. Tầng này thì vẫn chưa có đồ xịn đâu. Mình mong là những tầng trên sẽ khá hơn một xíu ha. Trong lúc chờ đợi coi em My hồi sinh chưa ta. Coi nào. My chưa. Trời đất ơi, My ơi là My. Bó tay My luôn á. Rồi. Tiêu diệt mấy con này. Lao tét. Nó ở tầng trên nó lọt xuống á. Để mình lên trên mình đập cái lồng lại. Rồi xong phiên, đập xong cái lồng. Này thì nhện á. Nó cả khẽ mình. Ui. Không. Oh shit. Ui. Tầng này có boss rồi. Ẩu rồi. Còn boss. Dám hút kim cương của ta. Mèn ơi. Mất hết mấy viên kim cương rồi. Hơi ổn ha. Ui. Trời. Không sao. Ui còn em chó sói nữa. Ui không. Từ từ, mình phải giải cứu con chó sói nữa. Em còn ở bên trong. Đi. Đi em ơi, ngoảy đuôi cái gì. Chạy thôi. Nổ bây giờ. Ui may quá. Dẫn em chó sói ra ngoài kịp. Mình sẽ coi cái lệnh nào. À đây, con lệnh kéo em chó sói lại mình. Ui ghê thiệt. Vô trong đó thì mình cũng hốt thêm được 7 viên kim cương mang về ha. A few moments later. Mai mốt á là không có sung gì nghe chưa. Dặn sao thì nghe vậy. Sung. Bó tay thiệt ra, ngồi yên ở đó giùm cái. Vô làm đồ ăn cho nè. Mệt mỏi nha. Không hiểu luôn, đi cà khỉ ripper chi không biết. Rồi được 4 khúc đồ ăn cho rồng nè. Ủa đâu rồi. Where are you? À đây. Này ăn đi. Ăn đi cho mau lớn. Lì quá. Quá trời quá đất lì. Mặt còn nhăn nhó nữa. Bó tay luôn. Rồi. Vui vẻ không quạo, có đâu quạo gì cả. Bây giờ thì còn quá là nhỏ để mình có thể kiểu như là cho rồng kiểu như là bay trên trời ha. Bây giờ mình sẽ cho rồng ngủ đi. Giận mặt kìa, cơ mặt nhăn nhó. Tại vì ở đây á, rồng cũng có biểu cảm đó nè. Như ở đây nè, nhìn cái mặt icon nhăn nhó nè. Nhìn thấy quạo không? Thôi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ vô trong nhầy để mình đổi trứng rồng đi. Mình không up trứng rồng halo nữa. Mình đổi sang mình up trứng rồng có cái dòng thiên thần ở trên nè. Đó, hy vọng là cái trứng này có thể up ha. Mình sẽ đứng đây mình đợi coi sao mình thấy nó. Nó không có chạy nè. Buồn ghê á. Hay là mình phải làm cái máy khác ta. Incubator. Đúng không? Hay là mình có sai chỗ nào không nhờ. Kỳ thiệt. Trong nhà mình còn incubator không còn nè. Lấy ra một cái. Lấy ra nhôm nham nữa. Mình sẽ đặt thử. Mình sẽ so sánh á. Trời, con gọc nó đứng trên đọt cây rồi, nó phun lửa gì ghê vậy. Kìa, nó tấn công kìa. Hình như nó đang tấn công nhau thì phải. Ghê thiệt. Máy này không chạy rồi. Úi, mất tiêu ui. Quýt. Cái giấy.
Ủa sao không chạy chứ nhở? Ủa lại có nữa. Nani? Đây mình sẽ cho cái trứng rồng Storm Cutter vô, cho nhung nham vô. Ôi cái gì? What? Mấy ấp trứng rồng phát nổ mình văng ngúng của tỏi luôn. Nè nè nè, cái máy thì này thì hoạt động nè, cái cấp 1 thì hoạt động. Trong khi cái này cấp 4 mà nó không chạy. Lạ thiệt. Gục đá vậy mình đút vô một phát nó nổ, mình bánh xác luôn. Trời ơi, máy ấp trứng rồng phát nổ. Chuyện xui rủi mình đâu có muốn đâu. Đi, cho vô nhung nham, cho nhung nham nhiều vô. Cho vô, à, cho thiệt nhiều vô luôn ha. Đấy, như vậy thì ấp, tha hồ mà ấp luôn. Đó, như vậy thì quá trình ấp trứng rồng Stormcaster đã được diễn ra rồi. Còn cái máy ấp trứng rồng cấp 4 này thì mình phải xem xét lại mới được. Kìa, cái gì nó đụng đụng hoài á. Ui. Cái tên nhờ. Mình biết lý do rồi. Holy shit. Thì ra là con rồng này, nó chính là nguyên nhân vụ nổ hồi nãy, chứ không phải cái máy phát, cái máy nào mà nổ đâu. Con rồng này khốn kiếm thiệt. Trời ơi, nó phun lửa bằng mông hay gì á. Sao lưng trời nó bắn à. Con này khốn kiếm thiệt. Mình đang đứng đầu với một con rồng rất là to lớn luôn. Phải đẩy lùi nó để bảo vệ những cái trứng rồng thôi, cũng như là em rồng đang ngủ của mình. Khốn kiếp. Con này hung quá. Mấy con khác thì thân thiện, chứ riêng con này là từ đầu tới giờ nó tấn công mình thôi. Láo thét. À, nhưng mà được cái là nó bắn hụt không à, nên mình không sợ lắm. Đâu có dễ gì mà tấn công ta được đâu. Sẽ đẩy lùi nó càng xa càng tốt. Mình giết nó được trong ngày hôm nay không ta? Ui, núp ra sao cây. Kẹo nó bắn trúng mình á. Con này mình thấy nó nhiều máu lắm. Yes, mình đã tiêu diệt được con rồng khốn kiếp này rồi. Này thì bự xác nè. Này thì dám cà khịa mình. Thì ra hồi nãy là nó bắn mình hai hit chết queo luôn, chứ không phải là cái máy ấp trứng rồng phát nổ nha. Là mình cứ tưởng mình ấp trứng rồng xong phát nổ chứ. Hú hồn. Rồi coi nào. Trứng rồng Stormcaster hấp ấp tới đâu rồi? Được nửa ống rồi nè. Yeah, chúng ta sắp chào đón thành viên mới về đội rồi. Đó chính là em rồng Stormcaster, rất là đẹp luôn. Đợi thôi, chờ đợi là hạnh phúc. Trong lúc này coi rồng vui vẻ hơn chưa. Nè, rồng bắt đầu đổi trạng thái vui vui hơn xíu rồi nè. Phái chắc hồi nãy còn buồn ngủ nên mặt hơi quạo. Giờ ngủ được cái phái nè, cho ăn miếng nè. Đó, mình mà chăm rồng mình cho ăn đầy đủ lắm. Mau lớn đi anh thương. Rồi ngủ tiếp đi. Mình sẽ cho nó ngủ tiếp. Ngủ thì mới mau lớn được. Lúc này mình sẽ tiếp tục canh cái trứng rồng á. Mình phải canh liên tục. Đó. Khi mà hết nhung nham á là mình phải chăm nhung nham vô liền nha. Chứ không thôi là trứng rồng nó sẽ không có nở được đâu. À, ấp trứng rồng tính ra cũng công phu lắm á chứ. Đâu phải gì, chuyện đùa. Rồi mình sẽ cắt mấy cái xô lava thừa vô. Thôi ợp quá. Mình thử mình cho trứng rồng mi vô đây coi nó có chạy không. Không chạy luôn nè. Theo lý thuyết á thì cấp 4 nó phải chạy nhanh. Ủi, trứng rồng mi vô đây thì lại chạy. Oh man. Chứ vậy thì cái trứng rồng halo này phải up theo một cách khác rồi. Trứng rồng mi mình cho vô đây vẫn chạy bình thường nè. Wow. Ra là vậy. Hiểu luôn. Như vậy thì máy up trứng rồng kiểu như là nhung nham nữa thì chỉ hoạt động với một số loại trứng rồng thôi. Hiểu cái vấn đề. Ôi, mình còn cái trứng rồng angle nè, mình thử cho vô đây coi nó có chạy không. Ôi, tính gà nãy mình mới cho vô luôn á, hình như nó không chạy. Đợi khi nào trứng rồng chạy thì mình sẽ... Ủa, chừng nào mình có cái gì ta, cái máy ấp trứng rồng băng thì mình sẽ cho nó chạy sao á. Giờ thì mình sẽ tạm thời để cái trứng rồng angle để đây. Trứng rồng halo ở đây luôn. Trứng rồng nó không ấp được thì mình sẽ để trong nhà cho chắc. Rồi, còn giờ thì trứng rồng Stormcaster của mình sắp ấp xong rồi. Chuẩn bị. Hốt thôi nào.
một xíu nữa, một tẹo nữa thôi. Mình sẽ chừa một miếng thịt này để một xíu cho em rồng ăn. Nhưng mà khoan, mình dời cái chậu bông qua đây cái coi, cái chậu bông cản trở giao thông quá. Mình còn thịt không ta? Mèn đét ơi, hết thịt rồi, phải đi săn thêm rồi. Nè, trứng rồng storm cutter đã được up xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho em rồng này thức dậy đây, đừng ngủ nữa. Thức dậy mày, chào đón thành viên mới nào. Em này là storm cutter đó. Boom. Đấy, đấy nè, storm cutter nè. Ơ, đi đâu vậy? Bây giờ đang khá là vui vẻ nên mình sẽ cho ăn thịt. Đó, ăn đi, cho no. Đó, ăn phát vui luôn rồi kìa. Trời ơi, dễ thương vậy. Coi mắt cơ. Đã nha, đây là một em gồng đực. Vậy là một đực một cái rồi. Thích vậy. Bây giờ thì mình cần phải coi. Ồ. Bây giờ mình có thể điều khiển được em Storm Cutter luôn rồi đó. Mình sẽ cho... Ủa, hai em ngủ hết luôn rồi. Tại vì bây giờ buổi tối nên cũng thông cảm cho mấy em rồng, là mấy em rất là dễ ngủ luôn. Rồi như vậy thì trong ngày thứ hai, ủa, ngày thứ ba chứ, thì mình đã có thêm một cái thành viên mới, đó là em rồng Storm Cutter. Và hy vọng rằng mình sẽ có sớm có thật là nhiều thức ăn để nuôi hai em này mau lớn còn cưỡi trên không nữa, cũng như là đẩy lùi những cái con rồng mà ham he tấn công cái ngôi nhà thân yêu của mình. Rồi, và mong rằng chuyến mới sau mình sẽ thực hiện được những điều mình vừa nói trên ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.